30 phút. À, con đấy hả? À? Xin chào quý vị các bạn. 5 giờ qua nhá. Trên tay mình đây là điện thoại Mizu M3S. Và đây là phần mic của Mizu M3S ở gắn trên đây. Đó. Thì ấy tầm 4 rưỡi 5 giờ. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên điện thoại Mizu M3S bị lỗi hỏng, mình không mic không nghe được, nghe chập chờn cũng không. Là do cái phần mic này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên Mizu M3S, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi có sẵn phần mic của Mizu M3S thay mới vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng có thể gọi điện thoại đến trực tiếp didongcaocap.vn hoặc vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên từ Di Động Cung Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.